Thưa quý vị, chiều nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức gặp mặt kỷ niệm 68 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27 tháng 2 và trao tặng giải thưởng Tỏa sáng Blue Trắng năm 2021 và 2022. Đến dự có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Trần Phước Sơn và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yên. Kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27 tháng 2 hàng năm là dịp để mỗi y bác sĩ, cán bộ, nhân viên ngành y tế học tập và ôn lại những lời dạy của Bác Hồ, lương y như từ mẫu. Thấm nhuần lời dạy của Bác, trong những năm qua, các thế hệ thầy thuốc của ngành y tế thành phố đã không ngại khó khăn, gian khổ, hy sinh, sẵn sàng làm hết sức mình vì sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Với tôn chỉ duy nhất của ngành là tính mạng, sức khỏe người dân là trên hết, trước hết. Đặc biệt, hơn 2 năm qua, các y bác sĩ đã góp phần quan trọng nơi tuyến đầu ứng phó hiệu quả và kiểm soát COVID-19. Đồng thời, chất lượng khám chữa bệnh cho người dân cũng ngày càng được nâng lên. Các chỉ tiêu thiên niên kỷ của Đà Nẵng đạt vượt xa so với toàn quốc. Thành phố cũng đạt 73,72 giường bệnh và 18,07 bác sĩ trên 10.000 dân. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh nhấn mạnh, cùng với sự phát triển của thành phố, những năm qua, ngành y tế Đà Nẵng đã có bước phát triển mạnh và đạt nhiều thành tựu đáng tự hào với sứ mệnh cao quý là chăm lo, bảo vệ, nâng cao sức khỏe nhân dân. Đặc biệt trong thời gian ứng phó với COVID-19, đại dịch chưa từng có, các y bác sĩ đã nỗ lực gấp nhiều lần với tinh thần tính mạng, sức khỏe nhân dân là trên hết, trước hết. Đà Nẵng đang dần trở thành một địa chỉ y tế đáng tin cậy để lưu đặt niềm tin và hy vọng của người bệnh. Đó là một tự hào không chỉ của ngành y tế mà là của cả thành phố Đà Nẵng của chúng ta. Và điều thật sự ý nghĩa hơn hết là trong lòng người dân thành phố đều ghi nhận những khó khăn, vất vả, những công hiến tận tâm của lực lượng y tế. Thay mặt lãnh đạo thành phố, tôi xin trân trọng cảm ơn, biểu dương những nỗ lực, cống hiến, hy sinh không mệt mỏi của ngành y tế thành phố trong thời gian vừa qua. Tôi tin tưởng rằng lực lượng y tế thành phố sẽ tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, giữ vững phẩm chất của người thầy thuốc, rèn luyện thực hiện tốt 12 điều y đức, tích cực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn để hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ cao cả của mình trên mặt trận chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh đề nghị ngành y tế Đà Nẵng tập trung khắc phục khó khăn, thách thức, nêu cao tinh thần đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tập trung phát triển thành phố Đà Nẵng thành hạt nhân của trung tâm y tế chuyên sâu theo nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị. Thành phố sẽ luôn quan tâm đầu tư cơ sở vật chất và hỗ trợ về mọi mặt khác để ngành y tế thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, sứ mệnh vinh quang, cao quý và cũng hết sức nặng nề của mình. Với những đóng góp quan trọng trong công tác phòng chống dịch bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân, dịp này nhiều tập thể cá nhân ngành y tế Đà Nẵng đã được khen thưởng, trong đó trung tâm cấp cứu thành phố được tặng cờ thi đua của chính phủ, có 3 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, 39 cá nhân được thành phố trao tặng giải thưởng Tỏa sáng Blue Trắng năm 2021 và năm 2022. Được triển khai từ năm 2012, sau 11 năm tổ chức, giải thưởng Tỏa sáng Blue Trắng đã được trao cho hơn 200 cá nhân ngành y tế thành phố là những tấm gương tiêu biểu và tận tâm vì công việc với tình thương, trách nhiệm hết mình đối với bệnh nhân. Đây không chỉ thể hiện sự kiên nhẫn về sự nỗ lực mà còn tôn vinh sự tận hiến vì sứ mệnh cứu người, vì sức khỏe của người dân thành phố Đà Nẵng, của đội ngũ y bác sĩ, những thiên thần áo trắng.